Sim có 4G bình thường ha. Vô mạng thử ha. Vô mạng bình thường ha. Không hề có wifi nhé. Vô mạng bình thường nha. Đã tắt máy, gắn sim. Có sống được lúc tự mất rồi không thì vẫn đang được gắn nha. Rõ ràng chưa, tự mất sóng ha, cột sóng đây thì vẫn đang gắn đây. Trước đó gắn điện thoại là bình thường, sóng nhóc, rõ ràng chưa. Rước khởi động lên có sóng, được lúc tự mất mà mất hoàn toàn luôn. Giờ mình tiến hành thử khởi động lại xem sao nhé. Đó, rước khởi động lên có sóng. Thường mà nếu không gắn sim á, thì nó sẽ báo là không có sim liền. Đây nó báo có sim. Được, mất sóng. Cái sóng ở đây rất là căng. Rồi tí tự mất luôn. Hiện tại sóng nhóc này. Mất sóng rồi đó, tự mất luôn không. Tiến hành gắn qua điện thoại lại xem sao nhé. Ba 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 ba
Mất mạng nha, không có mạng nha, không hề mở wifi nha. Không có kết nối internet nè, chờ xíu nhận sim. Có 4G chưa? Lại có kết nối mạng trở lại kìa. Màu trang của anh Tiến à, bình thường ha. Sống nhóc nha. Rồi, xin cảm ơn.